rất là tiếc bị lỗi CD, nhưng mà không sao nha. Mình còn chức năng MD hoạt động ok và chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình đang nghe nhạc vàng qua đĩa MD, chút xíu em sẽ test luôn chức năng kết nối AUX. Ghi AUX giúp chị đi. Nghe nhạc nè. Hiện tại thì có nhiều mã. Vàng gọi không? Vàng thì em đang quay là BM700, em có 77700 và rất là nhiều model khác của Bana. Phía sau nó là lo 4 cầu, 8 đường tiến trắng, xanh, đỏ, đen nên chất lượng âm thanh khỏi bàn cãi, bắt rất là sâu. Những cái thương hiệu Bana như vậy, thứ nhất là ngoại hình đẹp, cái thứ hai là chất lượng âm thanh hay, cái thứ ba là giá thành cực kỳ rẻ, hợp túi tiền. Các anh thấy một bộ vàng chất lượng như vậy mà em bán chỉ có 700 nghìn. Mình bỏ ra 700 nghìn đã sở hữu được một bộ vàng âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha. Các anh lưu ý giúp em, hàng này là hàng Nhật chạy điện 100V nên cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ với bên em. Lo đánh bi quay 8 cầu, 4 cầu 8 đường tiến nên chất lượng khỏi bàn cãi, trong khi đó giá thành quá rẻ. Các anh thử tưởng tượng mình chỉ cần có 700 ngàn thôi đã sở hữu một bộ vàng, trong khi đó các anh mua những vàng mà lo ngoài thị trường với giá thành tương đương thì chất lượng âm thanh sẽ không bằng những dàn Nhật như vậy. Chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Mình đang nghe nhạc qua kết nối MD, riêng đĩa MD bên em có bán. Các anh nào có nhu cầu mua MD thì liên hệ với bên em nha. Đây em sẽ chiết nhạc theo yêu cầu, chất lượng của MD từ bằng hay bằng CD hoặc hay hơn chứ không bao giờ thua CD nha. Thì các anh nào chiết MD thì liên hệ bài hát yêu thích hoặc là ca sĩ yêu thích để em chép cho các anh. Bây giờ mình sẽ chuyển qua kết nối với điện thoại, TV, máy tính, tức là qua ngọn AUX. Thì ở đây nó có chữ FM, AM, AUX. Thì mình sẽ nghe kết nối qua điện thoại nha. Rất là tiện, đâu phải nơi nào cũng có CD để mình mua, mà đâu phải khi nào các anh cũng rảnh để mua CD đúng không? Thì đây là một giải pháp tuyệt vời, mình vừa không tốn tiền CD mà mình vừa nghe được nhạc mà giá thành lại rất là rẻ luôn. Vừa rẻ, vừa tiện, vừa hay thì nên chọn những bộ dàn như vậy để sở hữu nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo luôn. Em đại diện một dàn nhưng mà sau này một lúc sau em sẽ làm từng clip luôn. Đây là phía sau của dàn em đang quay clip và phía sau những bộ dàn còn lại. Bây giờ em kết thúc clip test nha, các anh nào mua hàng thì email em.